Kiếm tiền, kiếm tiền. Đang có trò kiếm tiền. Ây da. Chơi gì đây? À, chơi trò chơi phi tiêu nhận thưởng. Mày có tiền chơi không? Hả? Bây giờ nhá, không có tiền đi làm gì được chơi. Bây giờ nhá, cứ 5.000 một phát là ném trúng trúng bóng. 5.000 một phát, trúng phát là kiếm 20 như thế này nhá. Đấy, kiếm 20. 40. 20. Bỏ ra 5.000 mà phi tiêu cái này nữa. Ờ. Nhất là nổ mấy quả cháu. Nổ thì nhân 2, nhân 3, lô xiên. Chơi. Tiền. Tỉnh tiền. À, được. Bao tiền? Chơi bao nhiêu tiền? Chơi 5.000 chơi đấy. Chơi 50. Chơi 50 ăn 200. Chơi 5.000. 10.000. Hả? 10. 10.000 á? Ăn 40. Chắc gì là trúng. Chắc chắn trúng. Nói chung là cái trò này ấy, chơi là phải mất tiền. Nói chung là cứ 5.000 là sẽ được 20. 5.000 ăn 20 nhá. Okay. Và nếu mà phí trượt ấy, phí trượt là mất thêm tiền. Đấy là được 2 tiêu nhá. 5.000 một tiêu là được 2 tiêu nhá. 10.000 nhá. Ok. Đấy, bây giờ 2 tiêu. Đơn giản. Phát này, cái này cho thử trước không? À, có thật, cơ thử không? Thử phát. Thử đi. Đấy, giỏi ơi. Dễ nhả thế. Quả đấy mà thật thì ăn tiền rồi. Đây, đây, đây. Đây, đây, đây. Đây, chụp. Chán thế nhỉ. Rồi nha, bây giờ bắt đầu chơi thật nhá. Thật. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 5.000 là 20. Ok. Tiền tươi nắp thật. Rồi, có phi có thử phát nữa không? Thật. Thật luôn. Ok. Tiền tươi thử đến lúc thật nó lại không trúng thì chết nào. 3, 2, 1. 40.000 nha. Mày phi một quả trúng. À một phát này trúng một quả là được có 20.000 thôi. Nhưng một mà rơi là 10.000. Ờ thì 10.000 là được có 2 phát thôi. Được 2 phát. Đấy. Hai phát này nhá, hai phát này là nếu mà trúng hai quả thì được 40.000. Nếu mà một phát này mà mày vỡ được ba quả ấy là ăn khoảng 60.000 luôn. Chơi, đưa đây hai cái luôn. Đấy, hai cái luôn. Ờ, ok, rồi. Ăn một cái một. Ờ, một cái một cũng được. Thích nào cũng được. Ui ơi! Tử không trúng thật. Bỏ tiền ra, bỏ cứ bỏ tiền ra. Đấy. Đấy. Thật lằn. Thật lằn cái ghế nó. Nào có chơi nữa không? Có. Bỏ tiền. Tiền. Đứa này tiền 3 4 phát rồi. Tiền mua tiêu bây giờ 3 cái 15.000. Thôi phát này khuyến mại nhá. Phát này khuyến mại 3 cái 10.000. Cho hẳn 3 cái 10.000. Giả lại 10.000 này. Ok, giả lại 10.000. Đây. Ba cái nhá, cái này có không trúng nữa là đừng bảo tại số nhá. Có thử không? Ok. Có thử không? Thử. Lại còn uống doping trước khi đấy nữa. Nói chung là hôm nay... Cái này đơn giản. Phát này em gọi là thử anh 10.000 thôi. Chơi trò chơi thì quay đăng YouTube thôi mà. Nói chung là trò chơi phải có phần thưởng. Nhưng mà phải có tiền này. Hả? Thì vẫn phải có phần thưởng. Đấy, bây giờ mày ném được một cái là mày có luôn 20 hỏa gốc luôn. Đấy. Chị hai cái còn sau, hai cái sau là kia. Con xin đi nè. Trọng tài. Trọng tài. 5.000. Thôi. Hả? Thế gì? Ba cái à? Chơi cả ba luôn á? Máu ấy. Ba cái mười mấy nghìn lại còn. Ừ. Nào, ngắm kỹ chưa? Được. Chuẩn bị mentos chấm sô cô la à. Ôi. Mentos chấm cà phê sô cô la. Trượt. Ôi. Kỳ đấy. Em đen lắm. Nào, lên lấy đi. Lấy đi mà. Lấy đi. Anh nhưng mà từ. Lấy tiêu đi. Gì nhỉ? Bây giờ chấm 10.000 phải 4 tiêu. 10.000 bốn tiêu á? Ừ. Khôn đấy. Khôn thế. Không thì bây giờ nhá. Em bây giờ em để cánh chè này. Để cánh chè này. Xong em phi được. Được. Cánh chè. Được. Cho được phi cánh chè. Nhẹ. Cánh chè phi 7 tiêu. Ừ. Thôi được. 10.000 bốn tiêu nào. Vẫn lấy đây. Nào. Thằng này. Đứng vào giữa. Đứng vào giữa. 10.000 bốn tiêu thì 10.000 bốn tiêu. Đến đây. Ừ. Kiểu này nhá. Tiền. Cái gì cũng phải đi đôi với tiền chứ. Khoai phết nhỉ.
13.000 năm tiêu. Chỉ mặc cả người tính là lấy 13.000 thôi, không lấy 13 là lấy 12. 12.000 4 tiêu. Đúng rồi gì nữa? Không, thế chẳng 10.000, bắt đầu 10.000 2 tiêu. 4 tiêu rồi con. Cùn. Đây, 3 tiêu nhá. Tí nữa anh em mình chia. Đó. Nào, sẵn sàng chưa? 2 3 Yên Pa Pê. Yên Pa Pê liên quan gì đến tí tiêu? Sao đâu mày? Quẻ nó mới tốc độ nó mày. Sợ, sợ. Tốc mới tốc độ, ném đi. Nhìn này, anh mất tiền rồi đây này. Mất tiền à? Mày là ui. Sao dính nó không đấy ảo à? Thế nó mới phải là một ăn bốn lần tiền. Tự kiếm tiền nó dễ thế à? Thôi, không phải quệt quệt. Mà. Cho lên răng mà mái. Lên nhẹ đi, không một quen nữa mà. Chẳng nghe tao lại cho lên... À, không một quen nữa mà. Ôi, lấy vị tiêu, lấy phần thưởng đi. Còn nữa, còn nữa. Lấy phần thưởng đi. Lấy phần thưởng đi. Còn nữa. Lấy nốt hai cái tiêu nữa này. Hai tiêu nữa là vừa khéo. Rồi, hai tiêu nữa. Mày ném hai tiêu rồi. Hai tiêu, có một tiêu nữa là bốn. Đây. Ờ, thế lấy vượng lấy cho nó một tiêu nữa. Một tiêu. Hai cái là bốn. Coi như là 20 bây giờ thôi. Nổ. Nó nổ xuyên đôi ba cái là 60. Đây, một cái này là hết đúng không? Ừ. Nói chung là phải ngụy trang thật khéo nhá mọi người nhá. Phải ngụy trang thật là khéo để mà khi mao đệ nó nhẵm một phát xuống đây là húp một phát xuống luôn đấy. Chứ không thể đấy được. Ui. Đúng, đây là bạc xịt. Từ từ nhá. Hơi nhiều nước rồi. Thế sao? Giờ cho thêm ít đường cho cà phê. Để quá. Thế thôi. Tại vì ở dưới nó rất nhiều bùn rồi. Nào. À, đâu rồi? Cái bạt đâu? Đậy lên. Xuống. Mấy cái thanh tre mày vừa cầm đâu? Kia, để góc kia. Nào. Đặt lên. Đấy. Từ nha. Giờ lấy thanh tre đóng vào những cái góc. Góc này để mình phủ đất lên. Đó, cứ che đây. Đó, đá đây. Đấy, để nó cố định cái đấy của mình nhá. Tại vì cái bạt này là cái bạt cũ, nó rất là dễ rách. Thế nên là chỉ cần xuống một phát là nó bạc ra. Thank you.
Rồi, bây giờ bắt đầu ngụy trang nhé mọi người nhá. Rồi, cắt hết đất ở mép này đi. Cắt hết đất ở mép này. Không biết là có thành công không nhưng mà mình nghĩ là sẽ thành công. Làm sao để không hở cái bạt ra nhé mọi người nhé. Mới vào lấy ra, rút đi rơm lên xong rồi mới cho bạt xuống để cho đất ở kia, không thì nó sẽ phát hiện ra đấy mọi người ạ. Ha ha ha.